Trong cờ vua hiện đại, có một cái bẫy dùng để chống lại nước cờ E4 cực kỳ hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Trắng nhảy mã G5, đe dọa ăn vào F7, tấn công đôi hậu và xe, nên ăn mã lên E4, giăng bẫy trắng. Quả nhiên, trắng sập bẫy ăn mã F7. Không ngờ đen tung hậu lên H4, phản công lại vào F2. Trắng đẩy tốt G3 chặn lại. Đen tiếp tục thí mã vào G3. Tưởng ngon, trắng ăn tốt lên G3. Đen qua hậu E4 chiếu, bắt xe, bắt tượng. Trắng chạy vua lên F2, cố gắng bảo vệ xe. Đen phi tượng lên C5 chiếu. Trắng chạy vua về F1. Đen ăn hậu H1 chiếu. Trắng chạy vua lên E2. Không để cho trắng kịp hoàn hồn, đen tung mã vào D4, bồi thêm đòn chiếu. Trắng chạy vua lên D3. Đen ăn hậu D1. Trắng ăn mã vào H8. Đen lùi hậu về F3, chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của trắng.